khoảnh khắc này, tất cả những cổ động viên Arsenal tại sân Emirates biết rõ đội bóng đã không còn cơ hội vô địch, nhưng không một ai thể hiện sự thất vọng. Tất cả đều đồng lòng dành sự ủng hộ cho huấn luyện viên Mikel Arteta và những cầu thủ Arsenal. Dẫu vậy, ở dưới sân, người ta nhìn thấy những giọt lệ đã rơi. Hãy nhìn đôi mắt đỏ hoe của Kai Havertz sau trận. Anh là một tân binh vừa chuyển đến Emirates vào đầu mùa, nhưng anh đã chiến đấu, đã cống hiến như một pháo thủ lâu năm. Hãy nhìn vào Declan Rice, một tân binh khác, nhìn vào những cái lắc đầu của anh ta. Arsenal đang sở hữu một tập thể mà họ đau cùng nỗi đau của các cổ động viên. Một lối cầu thủ đặc biệt, luôn khao khát chiến thắng và chiến đấu đến phút cuối cùng. Arsenal một lần nữa về nhì, nhưng không có gì phải nuối tiếc. Vì đây mới chỉ là sự khởi đầu của một triều đại. Mọi thứ còn ở phía trước với pháo thủ, tại sao phải cúi đầu? Trước khi đến với bài phân tích, anh em đừng quên truy cập Fiveco để xem trực tiếp mọi giải đấu bóng đá một cách nhanh chóng với độ phân giải nét căng và hoàn toàn miễn phí nhé. Đau đớn và gục ngã là hình ảnh chung của những cầu thủ Arsenal sau trận đấu cuối cùng của mùa giải với Everton. Kai Havertz đã khóc, trong khi rất nhiều ngôi sao khác của pháo thủ cũng đã rưng rưng nước mắt như Declan Rice. Tất cả họ đều cúi đầu thất vọng bởi mọi nỗ lực xuyên suốt cả mùa giải rốt cuộc đã trở nên công cốc. Chẳng có phép màu nào xảy đến với Arsenal khi họ một lần nữa trở thành kẻ về nhì và tệ hơn là tiếp tục trải qua mùa giải trắng tay. Việc những cầu thủ Arsenal suy sụp là điều có thể hiểu được. Nhưng vì sao ở đoạn mở đầu video ta có thể thấy các cổ động viên pháo thủ vẫn ủng hộ và cổ vũ một cách nhiệt tình? Họ làm thế là có lý do. Arsenal một lần nữa lại về nhì, nhưng thay vì sự thất vọng, các cổ động viên có thể cảm thấy tự hào với hành trình mà những cầu thủ đã cố gắng suốt mùa giải vừa qua. Nhìn theo hướng tích cực, đoàn quân của Mikel Arteta đã có một mùa giải thực sự ấn tượng và việc họ không thể thu về bất kỳ danh hiệu nào, trong đó nổi bật là chức vô địch Premier League, không phải thảm họa. Đây đơn giản chỉ là một cú vấp ngã nữa trong quá trình tìm kiếm vinh quang của Arsenal và họ cần tiếp tục giữ vững niềm tin để có thể chạm tới đích đến cuối cùng. Nếu theo dõi Arsenal từ mùa trước cho đến mùa này, chúng ta có thể thấy được sự trưởng thành vượt bậc của họ, bất chấp chừng đó vẫn chưa đủ để hạ bệ Man City. Mùa 2022-2023, Arsenal đã thi đấu tưng bừng gần như xuyên suốt cả mùa giải, song họ sụp đổ vào giai đoạn tháng 4, tạo điều kiện để Man City bứt lên rồi vô địch với 5 điểm nhiều hơn. Đó chắc chắn là nỗi đau ám ảnh Arsenal, khiến họ bị ảnh hưởng nặng nề về mặt tâm lý. Mùa này, ký ức đau thương ấy một lần nữa ùa về với Arsenal khi pháo thủ bại trận 0-2 trước Aston Villa ngay chính tại Emirates cũng vào đúng tháng 4. Đến lúc này, ai nấy cũng đều tin chu kỳ buông của thầy trò Arteta lại bắt đầu. Arsenal sẽ nhanh chóng tàn vỡ, đặc biệt trong bối cảnh lịch thi đấu của họ lại còn khốc liệt nhất so với hai ứng viên cạnh tranh chức vô địch là Man City và Liverpool. Dù vậy, Arsenal đã dẹp bỏ mọi nỗi sợ để trình diễn một bộ mặt bản lĩnh và lì lợm. Kể từ sau thất bại trước Aston Villa, Arsenal toàn thắng cả 6 trận cuối, trong đó có những đối thủ khó chịu như Chelsea, Tottenham hay Manchester United. Ngay đến vòng cuối, pháo thủ bị Everton dẫn bàn, cộng thêm ở trận đấu cùng giờ, Man City đang thắng West Ham. Nhưng thay vì từ bỏ, đội bóng của Arteta đã chơi quật cường để lội ngược dòng thành công. Đó chính là bộ mặt của Arsenal ở mùa 2023-2024, một tập thể cứng cỏi, bản lĩnh và bền bỉ. Giờ đây khi nhìn lại, nhiều fan Arsenal có lẽ sẽ than thở giá như đội nhà thi đấu tốt hơn trước Aston Villa. Kết cục có thể đã rất khác. Đáng tiếc, điều này chẳng bao giờ xảy ra. Nhưng sau trận thua có thể coi là định mệnh ấy tại Emirates, chúng ta càng được thấy rõ hơn sự thăng tiến đáng nể của pháo thủ. Họ đã biết cách đứng dậy mạnh mẽ, biết cách vượt qua áp lực khổng lồ để cạnh tranh song phẳng với Man City cho đến giờ phút cuối cùng. Có thể thấy, Arsenal đang đi theo một lộ trình tích cực. Mùa 2022-2023, họ kém Man City 5 điểm chung cuộc. Nhưng sang đến mùa này, cấp độ đã được tăng lên khi pháo thủ buộc Man Xanh phải toát mồ hôi hột cho đến tận vòng 38. Rõ ràng phiên bản Arsenal 2023-2024 đã hoàn thiện hơn so với mùa giải trước. Đội chủ sân Emirates cán đích Premier League 2023-2024 với 89 điểm, điểm số cao thứ hai trong lịch sử những lần tham gia thi đấu tại hạng đấu cao nhất bóng đá Anh của câu lạc bộ Bắc London. Với 28 chiến thắng, đoàn quân Arteta thậm chí còn tạo nên thành tích tốt hơn tập thể The Invincibles làm được 20 năm trước. Năm ngoái, pháo thủ bị Man City cuốn phăng ngay từ tháng 4, nhưng mùa này Arsenal bản lĩnh hơn rõ rệt. Đội chủ sân Emirates tích lũy 49 trên 54 điểm trong năm 2024, thua duy nhất một trận.
vẫn còn nhiều người hâm mộ không công nhận kỳ tích của The Citizens bởi 115 cáo buộc liên quan đến luật công bằng tài chính. Một án phạt trừ điểm vẫn còn treo lơ lửng trên đầu đoàn quân của Guardiola. Nhưng với Arsenal, pháo thủ không cần đến những yếu tố ngoài chuyên môn để hạ bệ Man City bởi thời của đội chủ sân Emirates đang đến gần. Sau hơn 2 năm đầu tiên đối mặt với nhiều khó khăn bởi quá trình thanh lọc đội hình, Arteta đang tiến sát đến ngày hái trái ngọt. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng, chìa khóa để đánh giá khả năng tạo cơ hội ghi bàn của một đội bóng trong mỗi mùa giải Arteta dẫn dắt Arsenal đều có xu hướng tăng. Thậm chí mùa này, pháo thủ còn có thành tích tốt hơn Man City ở khoản này. Hai chiến dịch gần đây, lối chơi mà Arsenal trình diễn luôn khiến cổ động viên hào hứng. Tất nhiên, vẫn còn một số khuyết điểm, nhưng Arteta đang dần hoàn thiện công thức chiến thắng cho câu lạc bộ Bắc London. Ngoài ra, độ tuổi trung bình của đội hình Arsenal hiện tại cũng đem đến nhiều kỳ vọng trong tương lai. Mùa này tại Premier League, độ tuổi trung bình trong tất cả các trận đấu của Arsenal trẻ thứ 3 giải. Hầu hết các trụ cột như William Saliba, Gabriel Magalhaes, Ben White, Declan Rice, Bukayo Saka, Kai Havertz hay Martin Odegaard đều dưới 26 tuổi. Trong khi đó, những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Man City hay Liverpool lại đang dần già cỗi. Với The Citizens, những Kyle Walker, Kevin De Bruyne, Mateo Kovacic đều đã qua mốc 30 tuổi. Liverpool cũng có nhiều trường hợp tương tự như Virgil van Dijk hay Mohamed Salah. Chính sách tuyển mộ nhân sự nơi giám đốc kỹ thuật Edu Gaspar cùng Arteta phát huy hiệu quả. Tại Premier League lúc này, không đội bóng nào sở hữu bộ khung đội hình có tiềm năng phát triển lớn như đội chủ sân Emirates. Nhưng quan trọng hơn hết, xương sống cho sự thăng tiến vượt bậc nơi Arsenal thời gian qua, Arteta là một huấn luyện viên chưa bao giờ hài lòng với thực tại. Chiến lược gia 42 tuổi luôn muốn tìm cách phát triển đội bóng, từng có thời gian được làm việc cùng hai trong số những huấn luyện viên tài ba nhất thế giới, Guardiola và Arsene Wenger. Thứ bóng đá mà Arteta đang xây dựng tại Emirates thật sự xứng tầm với danh xưng của một ông lớn. Không chỉ ám ảnh với triết lý kiểm soát bóng, thuyền trưởng người Tây Ban Nha còn sẵn sàng yêu cầu những học trò lùi sâu đội hình, chơi phòng ngự mỗi khi đụng độ các đối thủ cứng cựa như huấn luyện viên của Luton Town, Rob Edwards nhận xét. Arsenal có thể đương đầu với mọi thế trận. Sự mong manh trong phòng ngự thời điểm cuối triều đại Wenger không còn. Giờ đây, pháo thủ áp đảo đối thủ bằng cả kỹ thuật cũng như thể chất. Nhiều lần mùa này, những đối thủ thậm chí không thể dứt điểm chính xác mỗi khi chạm trán đoàn quân của Arteta. Một thống kê khác cho biết, đây là mùa giải cạnh tranh khốc liệt nhất kể từ mùa 1992-1993. Điểm trung bình của khoảng cách giữa hai đội nhất và nhì xuyên suốt giải đấu chỉ là 1,5, thấp nhất lịch sử giải đấu. Thấp hơn cả mùa 2021-2022 với Liverpool 92 điểm và Man City với 93 điểm, so kè với nhau đến tận vòng cuối cùng. Từ những dữ kiện trên, hãy suy xét một cách công tâm. Arsenal về nhì trước một siêu đội bóng của Pep Guardiola, ghi bàn nhiều hơn The Invincibles, thủng lưới ít nhất giải đấu. Quan trọng hơn hết, cổ động viên pháo thủ có thấy xấu hổ hay không? Rõ ràng là không. Dưới sân, những cầu thủ cúi đầu lộ vẻ thất vọng khi không thể giành chức vô địch làm quà cho người hâm mộ. Nhưng trên các khán đài, các cổ động viên vẫn nhất mực ủng hộ, hô to tên những cầu thủ và Mikel Arteta. Tại sao phải cúi đầu? Chúng ta đã nỗ lực hết sức rồi mà. Đó có lẽ là thông điệp được các cổ động viên pháo thủ gửi gắm đến những chiến binh của họ. Không gì có thể vội vàng, và đây rõ ràng là một bước đệm hoàn hảo để Arsenal hướng đến chinh phục ngai vàng Premier League mùa tới. Điều quan trọng nhất với pháo thủ lúc này là họ cần giữ vững niềm tin, tiếp tục kiên định đi theo con đường đã chọn thay vì sụp đổ và thất vọng. Xét cho cùng, thất bại này chỉ tạm thời trì hoãn thành công của Arsenal mà thôi.